Hello, xin chào mọi người. Ngày hôm nay mình nhận được một cái bưu phẩm gồm có một mớ điện thoại luôn nè các bạn. Thì đây là bưu phẩm của anh Nguyễn Hữu Tài ở Trảng Bom Đồng Nai gửi lên. Và ảnh gửi lên cho mình tất cả là 4 con. 2 con iPhone 5S màu gold, một con máy tính bảng Asus với lại một con Oppo. Oppo này mình nghĩ là Oppo F11. Oppo F1 đó. Và ảnh nói là ảnh có ghi cho mình một cái lá thư, anh nói là chỉ sửa con này thôi, chỉ nhờ mình thay màn hình cho con Oppo này thôi, còn cái con Acer với lại hai con iPhone này là ảnh tặng cho mình để nghiên cứu thôi. Thì mình nghĩ là mấy con máy này máy hư, ảnh cho mình để nghiên cứu khoa học này nọ thôi. Và mình cũng không biết là nó còn sống hay không sống, thì đây mình sẽ thử. Nói chung máy này chắc là qua sửa chữa rồi, có mở ốc chích ở dưới đất hết rồi nè, cắm sạc thì thấy không có lên. Nói chung ảnh hiến xác cho mình thì mình cũng cảm ơn để mà mình lấy linh kiện đó. Con này thì thấy lên nè, sạc pin thấy lên nè, để nó đi. Ok, thì đây mình không gành không gõ nó là F11 hay là gì đây, nó hơi cong xíu bạn, hơi cong. Con này thì nó sử dụng cái cổng sạc USB-TC thế hệ mới nè, để mình cắm sạc thử nó rung không. Nếu nó rung là chúng ta có thể thay màn hình được. Ok, cắm sạc thì nó rung đó các bạn, là chúng ta biết được cái máy chúng ta còn lên nguồn đó. Ok, giờ mình sẽ tháo khe sim ra. Nói chung là phải có màn hình để test được chức năng của máy, phải coi được máy nó lên hay không thì chúng ta mới biết được, chúng ta mới thay màn hình ha. Chứ không phải là thay mù, thì chúng ta phải tháo men ra đã. Tháo máy ra để chúng ta biết được. Ở đây thì mình cũng chưa có tháo con Oppo F11 lần nào nên mình phải nghiên cứu coi là chúng ta mở đường nào đã. Để mình mở đường nắp này thử coi, không biết là nó có cần mở cái nắp lưng ra hay không. Ok, mình thấy nó mở được đó. Vậy là chúng ta không cần phải mở cái nắp lưng này hay sao nào, để mình coi đã. Mở một lát mà không được là biết rồi. Nhưng mà cảm giác cứng quá, chúng ta biết được là không phải mở nắp lưng này nha, là phải mở cái nắp kia trước đã. Ok, vậy là chúng ta không thể nào mở cái nắp miên vệ nắp này ra được, chúng ta phải mở cái nắp lưng ra các bạn. Nắp lưng thì ok, mình sẽ dùng dao lam. Dùng dao lam để chúng ta tách keo ra. Dùng dao lam rồi chúng ta sẽ chêm nó vô một xíu thôi, chêm dao lam vô tí xíu thôi, chúng ta sẽ không dùng dao lam gọc các bạn nha, tại dao lam nó bén. Mà chúng ta sẽ dùng cái mũi dao lục. Đó, chêm mũi dao lục vô để chúng ta này ra. Ok. Chúng ta không dùng lưỡi lam các bạn nha, tại vì lưỡi lam nó rất là bén. Đó, chúng ta sẽ đi vòng vòng ngoài bìa thôi, không cần đưa cán dao sâu vào trong đâu. Tại vì nó chỉ có một cái lớp keo ở xung quanh thôi các bạn nha, nên chúng ta chỉ cần đi mỏng xung quanh thôi. Tại vì lần trước giờ mình vẫn chưa có thay màn hình cho cái con Oppo F11 này lần nào hết, nên mình cũng chưa biết cách tháo nó. Ok, chúng ta sẽ đưa móng tay vào để chúng ta tách ra. Đó, nó ra đó các bạn. Mình sẽ tách thêm một lần nữa để mình lấy được cái nắp lưng ra. Lần này mình sẽ đi dao sâu vào một chút xíu các bạn nha, để cho cái keo nó tách ra. Đó, nó ra đó các bạn. Ok, lấy được nắp rồi nè. Ở phía dưới nắp nó có một cái lớp keo nữa nè các bạn, chúng ta phải cẩn thận, nhiều lúc nó bể cái nắp. Đây, nó có một cái lớp keo nè. Ok, thì chúng ta sẽ lật qua đây để cho cái cọng dây quân tay nó không bị đứt. Cái con này, cái nắp lưng nó cũng tựa giống con A9. Thì giờ mình sẽ tiến hành mình mở hết ốc chích ra nha các bạn. Mở hết ốc vít thì chúng ta mới lấy được cái nắp này ra, cái nắp lưng ra. Thì trước tiên là mình sẽ cậy, mình lấy cái vân tay ra trước đã các bạn ha. Dùng nhíp cũng được, dùng cán dao cũng được. Lấy vân tay ra trước đã. Ok. Rồi tiếp tục ta mở hết ốc vít ra nha các bạn. Cái con này bắt đầu nó khó làm hơn những con đời đầu đó, Oppo F1, F1S rồi A37 này nọ thì nó dễ quá rồi. Bắt đầu từ cái con này bắt đầu nó khó rồi.
cái cấp độ nó càng ngày nó càng đi lên rồi đó. Camera là ba cái luôn, ba cái bốn cái ta ghê vậy, để con coi coi, 1 2 3 ở đây một cái nữa nè, cái đó là cái gì ta, không lẽ tới 4 camera trời. Mình cũng chưa từng xài cái con F11 này, mình cũng không biết, thấy có 4 cái camera tổng cộng đó các bạn, không biết là chức năng nó như thế nào đây nè các bạn. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 4 cam tất cả. Rồi ơi, điện thoại 4 camera. iPhone X nó có 2 camera thôi, chụp hình chết bà rồi. Này quốc 4 con. Nó ta mở hết ốc chích ra. Nó sử dụng một cái lớp keo gì mà nhìn nhớt nhớt thì ghê quá. Ok, nó mở hết ốc chích ra để chúng ta tháo được cái nắp lưng. Ok, thì giờ ta mở ra các bạn nha. Nói chung cái gì lần đầu mà mở thì mình cũng hơi bỡ ngỡ, chúng ta phải nghiên cứu. Chúng ta cảm thấy không được thì chúng ta sẽ tìm cách khác ta làm. Đó. Ok. Lấy được cái nắp lưng ra rất là gọn nhẹ. Ok, đây các bạn thấy không, tổng thể nè. 1 2 3. Một cái camera ở trên đầu, một camera rất là to ở giữa, một cái camera nhỏ nhỏ ở dưới, và một cái camera rất là nhỏ nằm ở bên tay phải. Quá trời camera luôn các bạn ơi. Không biết là chức năng để làm gì mà nhiều camera dữ à. Quá trời camera luôn. Cái con này để mình xem. Nó cũng giống như cái con máy ở đây mình có đang nhận của khách lâu đó mà chưa sửa được. À nó đây nè. Con này là A9 các bạn ơi, nó là A9 luôn. Đúng rồi, nó là A9 nha. Ở đây mình có một con y chang nè. Và hiện tại thì hiện tại mình vẫn chưa kiếm được cái con màn hình của con A9 này để thay nữa các bạn. Oppo A9 nè. Mình nhận cái con máy này của khách cũng cách đây khoảng mấy tháng rồi. Cũng tháng rồi, tháng rưỡi rồi mà chưa có màn hình để thay nè. Nó chưa có màn hình. Và bây giờ lại tiếp tục mình nhận thêm cái con A9 này nữa. Là mình phải đi kiếm mình hỏi mua màn hình có hay không, tại vì đã giờ tới hai con luôn mà ngâm máy không có đồ sửa thì để hoài. Để mình gọi điện qua mấy chỗ cửa hàng khác thử coi có chưa đã. Ok, thì mình cũng vừa mới gọi lên trên cửa hàng Chiếm Tài thì nó có báo cho mình là mặt hàng hiện tại đã có rồi. Có cách đây cũng khoảng được nửa tháng rồi đó. Và ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình mở ra luôn để mình làm con máy luôn. Sẵn mình làm con máy kia cho bạn kia luôn. Nắm cái cọng dây nó tháo một pin ra. Đó. Pin này cũng to ghê chứ bộ. Nói về Oppo thì pin Oppo thì mình thấy nó tốt lắm bạn nha, xài tốt lắm. Ok. Ta gỡ lớp keo trắng này ra luôn. Ok, mình sẽ mở socket màn hình ra nè. Đây là socket màn hình, còn đây là socket trên sạc. Thì cái máy này đang công có tình trạng là hơi cong các bạn thấy không? Nó hơi cong nè. Bạn thấy nó hơi cong. Đó, nó hơi cong cho nên bắt buộc ta phải tháo ra, ta uống cái men lại. À, tháo cái men ra để uống cái benzen lại chứ không phải là tháo cái men ra uống. Men thì không thể uống được các bạn nha, men là có sao để vậy không có uống được. Nó tháo ra ta uống cái benzen lại. Cái benzen là cái sườn đó các bạn. Ok, tháo anten ra. Đây mình sẽ mở ra, nó có một cái keo vô đây. Chúng ta phải mở được cái cam trước ra nè, lấy cam trước cho nó tách rời ra. Nó vướng cam trước lại cho nên nó khó lấy ra. Để mình thử lại lần nữa nha. Đó, nó có một cái lớp keo này nó vướng lại nè. Nó dán lên cái cam trước á. Đó, nó mở ra. Ok. Wow. Mì một cái cụm của nó nè, còn ngon lành. Ok, thì giờ mình sẽ tiến hành mình tách màn hình ra trước đã. Mình phải tách màn hình ra trước đã. Tách được màn hình rồi chúng ta mới bắt đầu chúng ta tiến hành thấu uống cái benzen lại. Thì đây chúng ta sẽ tìm một cái điểm hở trên cái màn hình. Đây, ở đây nó cong nhưng nó có cái điểm hở. Còn nếu không có điểm hở thì chúng ta sẽ dùng lưỡi lam, hoặc là chúng ta dùng máy sấy tóc, hoặc là dùng máy khò để chúng ta khò keo nó nở ra các bạn ha. Nó hở ra chúng ta dễ làm. Còn ở đây thì máy nó hở sẵn rồi thì chúng ta sẽ không cần phải khò, chúng ta sẽ làm luôn. Ok, ở đây mình cũng sử dụng cái con dao thái huyền thoại của mình để mình tách ra nè. Đó, mình chêm vô. Chúng ta cũng vuốt đi theo cái đường rãnh của nó. Đó, vuốt theo cái đường rãnh nó là chúng ta tách được màn hình ra thôi. Nói chung là cũng đơn giản lắm bạn nha, không có khó gì cả. Nó rất là dễ xúc ra.
đó, nó rất là dễ xúc ra, thấy không, không cần phải sấy keo hay gì cả, nó không có dính, nó dính là gọi là dính vừa đủ thôi, nó dính vừa đủ thôi chứ không phải là dính cứng ngắc đâu, nên chúng ta rất là dễ tách ra đó bạn thấy không, tại vì nó có một cái lớp gòn á, nó có một cái lớp gòn đi xung quanh cái màn hình gì nè, lớp gòn là mỏng cho nên khi nó tách ra rất là dễ dàng. Đây tách ra là các bạn thấy là nó sạch sẽ luôn, nó không có cái keo gì cả, nó rất là sạch sẽ, là không cần phải vệ sinh luôn bạn nha. Nếu có vệ sinh thì nó vệ sinh một chút xíu thôi. Ok, thì đây mình sẽ uống là cái benzen chỗ này chút xíu này. Cái benzen này rất là giòn nên khi chúng ta uống ta nhiều lúc nó gãy đó các bạn, gãy thì chúng ta mua cái mới. Ok mọi người, thì mình đã đi mua được cái màn hình về rồi. Thì cái con Oppo A9 này nó có hai đời, đời 2019 và đời 2020, và cái máy mình đang làm là đời 2020 nè. Và lên trên cửa hàng thì đứng hết hơn nửa tiếng đồng hồ thì nhân viên mới kiếm được cái màn hình này. Nó phải kiếm 2-3 lần rồi nó phải lấy cái men này, nó lên trên kho nó mới lấy được. Ở dưới nhân viên hỏi nó còn không biết là máy gì, tại cái máy này mới ra nên cũng ít người xài nên người ta còn chưa biết cái đời máy gì. Ok, thì màn hình mình đã test ok rồi cho nên bây giờ mình sẽ không cần test lại nữa, mình sẽ tiến hành mình đổ keo để mình dán màn hình lại luôn nha các bạn. Đây là cái lần đầu tiên mình làm cái con Oppo A9 2020 luôn bạn. Nhìn cũng gối mắt hết trơn luôn bộ. Để mình chỉnh cái camera trước nó lại nè, cái camera trước nó khi mà mình tháo ra nó lệch á, mình chỉnh nó lại. Đó, nó phải nằm sâu trong một xíu này mới đúng nè, đó. Ok, chúng ta đổ keo nha. Tại cái viền của con này nó quá mỏng cho nên chúng ta bắt buộc phải đổ keo dưới viền các bạn nha, dưới viền. Còn trên đây thì chúng ta đổ trên. Ở chỗ nào mà cái viền nó dày được xíu thì chúng ta đổ trên. Qua đây thì nó mỏng quá thì mình đổ dưới lại. Rồi, ở hai bên này thì chúng ta đổ dưới luôn các bạn nha. Tại viền nó quá mỏng chúng ta không để đổ keo trên được. Với lại các bạn lưu ý là ở trên cái đoạn này nè, nếu mà chúng ta không có dán keo á, thì chúng ta xài được một thời gian á, là cái bụi nó sẽ vô đường cái này và nó là sẽ bít cái camera chúng ta, cho nên chúng ta phải đợi chịu khó chúng ta đổ chút xíu keo. Đổ chút xíu keo đây nè, đỡ cho nó lem lem bên đây để nó dính lại, nó chặn cái bụi lại nha các bạn. Bạn ta né cái cảm biến ra nha các bạn, cái cảm biến tiệm cận ta né ra. Đó, chúng ta phải đổ keo một miếng ở trên cái camera thì nó sẽ không có bị ấy. Ok, vậy được rồi. Để chứ không là nó sẽ vô bụi các bạn nha. Tại lúc trước mình có làm hai con rồi, mình cũng kinh nghiệm nha. Ok, bây giờ mình sẽ dán màn hình vô. Thường những con màn hình giọt nước nó sẽ bị gì đó, chúng ta không có dán màn hình, dán keo trên đó là nó sẽ bị hở và cái bụi bặm nó sẽ vô. Lúc trước mình làm mấy con Oppo F9 đó, bị mấy con nên mình rút kinh nghiệm. Nói chung làm gì cũng vậy, từ từ chúng ta mới có kinh nghiệm được các bạn à. Ok, chúng ta dán gắn socket màn hình lại. Rồi đó, thì bây giờ tiếp tục nữa thì mình sẽ lắp pin vô. Ok, rồi mình sẽ khởi động máy lên nha các bạn. Cái máy này nói chung là cái xung sườn nó bị cong cho nên bây giờ có uống lại sơ sơ thì cũng tạm là ổn thôi, chứ mà kêu nó thẳng 100% thì không được các bạn nha. Với lại lúc nãy mình có hỏi trên chiếm tài rồi, nó hỏi có benzen hay không thì nó nói hiện tại vẫn chưa có bán benzen các bạn à. Đó, máy mới á, nó chỉ có màn hình với lại cái kính thôi chứ benzen chưa có bán, nên chúng ta không có benzen để chúng ta mua. Ok, giờ mình sẽ tiến hành mình lắp cái vỏ lại nha các bạn. Đây, chúng ta lắp vỏ lại này, máy lên nữa các bạn. Không biết là cái máy này chụp hình cỡ nào nữa mà nó quất cho mày 4 cái camera. Lên trên cửa hàng nhân viên nó còn ngán, nhân viên nó trời ơi màn hình gì đâu mà 4 camera dữ vậy. Nói chung là cái máy này hiện tại là bây giờ là nó uống đã uống rồi nhưng mà nó vẫn cong các bạn nha. Nói chung là chỉ tương đối thôi chứ vẫn cong là vẫn cong. Cái benzen này rất là giòn, đâu có dám uống mạnh tay, mạnh tay nó gãy nha. Đây mình sẽ kiểm tra lại cam trước cam sau. Thấy nó có một vị chỗ khác hay gì đâu. Trời ơi trời. Trời ơi. Thiệt chứ không muốn nhìn luôn các bạn. Nhìn cái camera con này không muốn nhìn luôn. Nhiều camera ta cố vô thì thấy nó cũng vậy. Ok, mình sẽ lắp lại cái vân tay. Rồi mình sẽ gắn cái nẹp nó vô. Mình thấy camera nhiều đi nữa này cũng vậy, có khác gì đâu. Thực sự thì mấy con máy mới ra thì chúng ta phải chịu khó bạn nha. Thực sự mình cũng muốn mua cái benzen để mình về mình lắp cho nó đẹp cái máy. Nhưng mà bây giờ không có thì bắt buộc phải xài tạm cái benzen cũ, nó hơi cong cái máy toàn xíu.
cái đó phải chấp nhận thôi, tại vì nó hàng này hàng mới. Ngày mai mình sẽ tiến hành mình sửa cái con máy kia luôn, cái con máy y chang nè, cũng ngâm cũng cả tháng nay rồi, bây giờ mới hỏi mới có màn hình thì mình mới làm được. Cái màn hình con này là con đời mới cho nên giá nó hơi cao đó các bạn, chứ không có rẻ đâu nha, màn hình nó giá gần cả triệu bạc á. Ở đây công thay rồi chi phí bảo hành này nọ nữa. Ốc hơi nhiều, bắt hơi lâu. Phải chi mà nó có cái benzen là quá đã rồi. Lúc nãy mình đã uống rồi đó, nhưng mà nó uống không thể thẳng nổi. Tại cái benzen này các bạn nên biết là nó rất là giòn. Nó cong thì được, chứ mà khi mà uống lại khó lắm, gãy. Uống lại nó gãy. Lúc nãy mình lên trên chiếm tài bay thì có gặp cái bác đó cũng lớn tuổi lắm rồi. Đi mua một cái màn hình iPhone 5C để mà thay đó. Rồi mình thấy ổng tay chân liếu quíu rung gãy chân à. Nên là thôi mình nói thôi chú đưa đây con làm cho. Thì mình cũng mượn cái tu quýt ở bên chiếm tài. Mượn tu quýt rồi mình múa lửa tại chỗ luôn, thay giỏng này nọ luôn. Ở đây thì mình để mình coi nó dính keo lại nổi không, cái keo cũ nó có dính hay không. Nếu mà dính thì mình sẽ không cần đổ keo mới, không dính các bạn nha. Nó chỉ dính ở giữa thôi, ở xung quanh chúng ta bắt buộc phải đổ keo. Nó chỉ dính ở những keo ở giữa này nè. Mình sẽ đổ keo ở xung quanh cái viền của nó. Nó đổ keo vừa đủ rồi, để mai mốt chúng ta sửa chữa này nọ nó dễ. Ok. Tính ra mấy con điện thoại này thay màn hình nó cũng rất là dễ, bạn thấy không? Tách màn hình này nọ cũng rất là dễ. Này chúng ta lấy dây thun ta gàn lại bạn, gàn lại khoảng nửa tiếng đồng hồ cho nó khô là xong. Đây là cái những cái keo mà thừa ra này thì chúng ta sẽ dùng xe chai xe R530 chúng ta tắm vô khăn á, rồi bắt đầu chúng ta lau ra. Ok, test màn hình lại một cái nữa nha. Test cảm ứng nè. Ta vuốt những cái logo này coi nó có bị chảy không. Nó bị tuôn logo, nếu mà tuôn logo là nó sẽ liệt cảm ứng đó. Vậy là ok rồi. Vậy là mình đã thay được cái màn hình cho cái con Oppo F9 đời mới nhất là 2020 nha các bạn. Đó là, và đây là chia sẻ của mình để cho các bạn có thể tự mua về tặng tự làm tại nhà ha. Đó, và các bạn thấy video mà hay thì nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ giúp mình các bạn. Rồi mình xin kết thúc video đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha.